Quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên Galaxy 19 và trên mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Phụ trách phần tin tức tổng hợp hôm nay, xứ ngôn viên Trang Lương và Tuyết Nha xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cũng vẫn như thường lệ, trước khi đi vào bản tin chi tiết ngày hôm nay, chúng ta hãy điểm qua một số những nội dung đáng chú ý như sau. Người Ukraine quyết tâm thắng Nga bằng mọi giá. Đại sứ Nga các cường quốc hạt nhân có thể xung đột về vụ Ukraine. Canada phát hiện và thu hồi phao gián điệp Trung Quốc ở Bắc Cực. Nghiên cứu Trung Quốc dẫn trước Mỹ trong cuộc cạnh tranh về công nghệ mới nổi quan trọng. Odessa vinh danh các chiến binh tình nguyện thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một năm qua ở Ukraine. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên có liên quan đến Nga và Ukraine sẽ do xứ ngôn viên Tuyết Nha trình bày. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Thưa quý khán thính giả, người Ukraine quyết tâm thắng Nga bằng mọi giá. Dù Nga có lợi thế về quân số, nhưng với tinh thần mệt mỏi, chỉ huy và vũ khí lỗi thời, họ khó lòng thắng nổi người dân Ukraine đang có quyết tâm thoát Nga với sự hỗ trợ vũ khí hiện đại của phương Tây. Đó là điều một nhà quan sát từ Ba Lan chia sẻ. Một năm từ ngày phát động cuộc xâm lược Ukraine để phi phát xít hóa và phi quân sự hóa, quân đội của Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã không đạt được bao nhiêu mục tiêu và đang chống đỡ đà phản công của quân Ukraine. Từ thủ đô Warsaw ở Ba Lan, ông Phan Châu Thành, người theo dõi sát sao cuộc chiến và sát cánh giúp đỡ người dân Ukraine trong năm qua, đưa ra nhận định với Đài Voa Việt ngữ về tương quan lực lượng hai bên, triển vọng của cuộc chiến khi bước vào năm thứ hai. Ông nói ông không hề nghĩ Ukraine có thể trụ được lâu như thế vào những ngày đầu chiến tranh. Ông vốn ở Ba Lan hơn 30 năm, có một công ty riêng cho biết vào tháng 3 năm ngoái khi chiến sự diễn ra khốc liệt với quân Nga và tiếng như vũ bão về Kiev. Ông lái xe sang Ukraine xem tận mắt tình hình và nói chuyện với người dân từ giới chức tới thường dân. Về tình hình chiến sự tại Bakhmut, nơi Ukraine có thể mất trong những ngày tới khi quân Nga đang ngày càng siết chặt vòng vây, ông cho rằng quân Ukraine sẽ không cố sống cố chết để giữ lấy một vị trí nào cả nếu cái giá phải trả quá cao. Đại sứ Nga, các cường quốc hạt nhân có thể xung đột về vụ Ukraine. Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga ngày 2 tháng 3 cảnh báo rằng việc phương Tây gia tăng hỗ trợ cho Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột công khai giữa các cường quốc hạt nhân. Phát biểu tại hội nghị của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị, Thứ trưởng Ngoại giao Nga là Sergei Ryabko cố tố cáo Mỹ và các đồng minh công khai tuyên bố mục tiêu đánh bại Nga trong một cuộc chiến tranh hỗn hợp, cho rằng điều đó là vi phạm nghĩa vụ của họ theo các hiệp định quốc tế và làm cho chiến tranh ở Ukraine vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Ông Ryabko cảnh báo chính sách của Mỹ và NATO thúc đẩy xung đột ở Ukraine và sự can dự ngày càng tăng cao của họ vào đối đầu quân sự dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân với những hậu quả thảm khốc. Ông nhấn mạnh rằng động thái của Tổng thống Nga Vladimir Putin đình chỉ Hiệp ước START mới năm 2010, Hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại với Hoa Kỳ, là để đáp trả hành động của Hoa Kỳ và NATO về Ukraine. Ông Putin đã tuyên bố ngừng tham gia START mới trong bài phát biểu trước quốc dân vào tuần trước. Ông lập luận rằng Moscow không thể chấp nhận việc Mỹ thanh sát các cơ sở hạt nhân của Nga theo hiệp ước khi Washington và các đồng minh NATO đã công khai tuyên bố thất bại của Nga ở Ukraine là mục tiêu của họ. Canada đã phát giác thu hồi phao gián điệp Trung Quốc tại Bắc Cực. Nhiều tháng trước khi khinh khí cầu dò thám của Trung Quốc trôi dạt tới Alaska và Canada, quân đội phát giác và thu hồi những phao dò thám của Trung Quốc tại Bắc Cực, khu vực mà Bắc Kinh đang quan tâm từ lâu. Những chiếc phao của Trung Quốc theo dõi tàu ngầm Hoa Kỳ và sự tan chảy của các tảng băng. Trung tướng hồi hưu lực lượng vũ trang Canada CAF là Michael Day cho biết các phao này có thể được sử dụng theo dõi hoạt động của tàu ngầm nguyên tử Hoa Kỳ tại Bắc Cực để lập bản đồ đáy biển và độ dày của băng. Bắc Kinh đang để mắt tới khả năng giảm chi phí vận chuyển bằng cách đi qua vùng biển Bắc Cực, nơi đang trở nên dễ đi lại hơn do biến đổi khí hậu. Tờ Globe and Mail đưa tin vào tuần trước, CAF đã phát giác ra những phao giám sát vào mùa thu năm ngoái. Bộ Quốc phòng Canada đã nói họ nhận thức đầy đủ về những nỗ lực gần đây của Trung Quốc nhằm tiến hành các hoạt động dò thám trong không phận Canada và các phương pháp tiếp cận trên biển sử dụng công nghệ có mục đích kép.
Trong email gửi cho Đài Voa, Bộ Quốc phòng Canada còn nói nỗ lực dò thám của Trung Quốc để bị chiến dịch Limpet của quân đội Canada ngăn chặn, nhiệm vụ xuyên chuyên xác định các mối đe dọa đối với an ninh đất nước bằng cách giám sát những vùng trên không, trên bộ và trên biển. Một nghiên cứu Trung Quốc dẫn trước Mỹ trong cuộc cạnh tranh về công nghệ mới nổi quan trọng. Trung Quốc dẫn đầu ngoạn mục 37 trong số 44 công nghệ quan trọng và mới nổi trong các lúc các nền dân chủ phương Tây thua trong cuộc cạnh tranh toàn cầu về sản lượng nghiên cứu. Một tổ chức nghiên cứu an ninh cho biết ngày 2 tháng 3 sau khi dõi quốc phòng, không gian, năng lượng và công nghệ sinh học. Viện Chính sách Chiến lược Úc là ASPI nói nghiên cứu của họ cho thấy trong một số lĩnh vực, toàn bộ Top 10 tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới đều có trụ sở tại Trung Quốc. Nghiên cứu do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ cho thấy Hoa Kỳ thường xếp hạng 2, mặc dù nước này dẫn đầu nghiên cứu toàn cầu về điện toán hiệu nâng cao, điện toán lượng tử, vệ tinh nhỏ và vaccine. Các nền dân chủ phương Tây đang thua cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu, bao gồm cả cuộc đua về đột phá khoa học và nghiên cứu. Phúc Trình cho biết thúc giục các chính phủ đầu tư nghiên cứu nhiều hơn. Trung Quốc đã đạt được một vị trí dẫn đầu đáng kinh ngạc trong nghiên cứu có tác động cao dưới các chương trình của chính phủ. Phúc Trình kêu gọi các quốc gia dân chủ hợp tác thường xuyên hơn để tạo ra chuỗi cung ứng an toàn và nhanh chóng, theo đuổi bước phát triển công nghệ quan trọng chiến lược. Odessa vinh danh các chiến binh tình nguyện thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài một năm. Odessa ngày 25 tháng 2 vinh danh những người lính tình nguyện thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài nhiều năm của Ukraine với Nga bằng cách thắp nến và trưng bày hình ảnh và tiểu sử của các quân nhân. Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 126 là một trong hai lữ đoàn như vậy từ thành phố cảng phía nam Ukraine được thành lập khi bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine của Nga và mời các tình nguyện viên tham gia. Tatiana Vorovichenko, mẹ của Ivan, một chiến binh được tưởng niệm bằng biển quảng cáo, đã bày tỏ lòng thương mến đối với con trai bà. Bà nói, bà đã kêu con trai chúng ta đang có chiến tranh, tại sao con lại tham gia tiểu đoàn? Thì người con đáp lại, còn ai sẽ bảo vệ mẹ nếu không phải là con? Gary Hofstadter, nghệ sĩ người Thụy Sĩ, đã trưng bày tác phẩm sắp đặt ánh sáng của mình trên căn nhà Rusov ở Odessa khi cuộc chiến tranh của Nga với Ukraine một năm kỷ niệm. Người dân địa phương tụ tập xem chương trình mô tả quốc huy của Ukraine, hình người lính Ukraine và con số 365 tượng trưng cho số ngày của cuộc chiến đang diễn ra. Vâng và kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại. Tuyết Nha và Trang Lương sẽ sớm quay trở lại với quý vị với những tin tức vừa được cập nhật như người dân Ohio chỉ trích quan chức Norfolk Southern về vụ chật bánh tàu hỏa. Tình báo Mỹ hội chứng Havana không phải do nước thù địch gây ra. Đài Loan nhận được 619 triệu đô la vũ khí tăng cường khi Trung Quốc tiếp tục gây áp lực. Cũng như những tin tức về Việt Nam, về Samsung ở Việt Nam và những tin tức cộng đồng. Xin mời quý vị hãy tiếp tục đón xem.